Dạ, thân ấy kính chào quý ông bà anh chị em. Dạ, sáng hôm nay lại thức dậy lúc 3 giờ rưỡi. Định thức dậy lúc 3 giờ nhưng mà mệt quá. Cái thức dậy lúc 3 giờ rưỡi thì có một cái vấn đề là cho tới giờ này đã là 4 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa có mới bắt đầu thực hiện bài học. Mà ngày Chủ nhật khi mà thực hiện như thế này ghi hình xong rồi khỏi úp lên nữa thì nó phải tốn rất là nhiều thời gian. Đang rất là lo là không biết làm sao kịp cái giờ để đi nhóm lại với Hội Thánh Chúa. Cho nên sáng nay là sẽ làm cái gì cũng sẽ gọn gàng, sẽ nhanh. Xin cũng quý bà chị em cũng thông cảm bởi vì không không có đủ thời gian. Bây giờ nếu như chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta hãy cùng hiệp ý với nhau để cầu nguyện dâng thì giờ này trong tay thương của Chúa. Chúa ơi, chúng con cúi đầu kính lạy Ngài là Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng chúng con. Chúa, sáng hôm nay con đã khá là trễ, không có kịp giờ. Giờ vậy chúng con vẫn xin Chúa Ngài ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con ở trong lời của Chúa. Xin để chúng con chớ bị áp lực vì thời gian, áp lực vì điều gì, nhưng mà xin cho chúng con đi trong sự ngọt ngào của lời Chúa. Xin nâng đỡ chúng con, và Chúa nhất là hôm nay là ngày Thánh Nhật, chúng con sẽ nhóm lại thờ phượng Ngài. Xin Chúa Ngài ở cùng hết thảy chúng con, ở cùng quý chú, quý cô, quý anh, quý chị, các em, để là bằng chúng con ngày Thánh Nhật được thờ phượng Chúa trong phước hạnh. Chúng con tạ ơn Ngài, xin giúp đỡ chúng con, xin ở cùng chúng con. Cảm ơn Chúa và xin dâng thì giờ còn lại trong tay thuộc của Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cùng nghe bài học sáng nay ở trên trang web Lời Sống Hàng Ngày. Xin chúng ta cùng nghe để chúng ta học với nhau. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Lời Sống Hàng Ngày, phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Có thể thay đổi, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Philip đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4. Vậy, nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu có lòng yêu thương và cảm thông, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Philip đoạn 2 câu 13. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Một chiều thứ bảy nọ, vài em thiếu niên trong hội thánh đã tụ họp lại để thảo luận một số câu hỏi khó dựa trên Philip đoạn 2 từ câu 3 đến câu 4. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Một trong những câu hỏi khó là: bạn thường quan tâm đến lợi ích của người khác ở mức độ nào? Người khác sẽ mô tả bạn là người khiêm nhường hay kiêu ngạo. Tại sao? Khi ngồi nghe, tôi được khích lệ bởi những câu trả lời chân thành của các em. Các em đều đồng ý rằng nhận thức những thiếu sót của bản thân là chuyện không khó, nhưng thay đổi hay mong muốn thay đổi mới là việc khó. Như một em thiếu niên đã nói, sự ích kỷ đã nằm trong máu của tớ rồi. Ước muốn bỏ đi sự tập trung vào chính mình để phục vụ người khác chỉ trở nên khả thi nhờ Thánh Linh của Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Đó là lý do tại sao Phao-lô nhắc nhở hội thánh Philip nhớ lại những gì Chúa đã làm cho họ. Ngài đã rộng lượng nhận họ làm con, an ủi họ bằng tình yêu của Ngài và ban Thánh Linh Ngài để giúp đỡ họ.
Làm sao họ và chúng ta có thể đáp ứng ân sủng ấy bằng điều gì thấp kém hơn sự khiêm nhu? Vâng, Chúa là lý do để chúng ta thay đổi, và chỉ Ngài mới có thể thay đổi chúng ta, bởi vì Ngài ban cho chúng ta ước muốn và khả năng thực hiện điều đẹp lòng Ngài. Nên chúng ta có thể bớt tập trung vào chính mình và khiêm nhường phục vụ người khác. Chúa đã thay đổi bạn từ chỗ ích kỷ sang chỗ sẵn sàng phục vụ người khác thế nào? Sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu thôi thúc bạn khiêm nhường phục vụ ra sao? Trách nhiệm của chúng ta là đáp ứng với quyền năng của Chúa bằng sự khiêm nhường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm Lời Sống Hàng Ngày. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Dạ, cảm ơn Chúa. Sáng nay chúng ta sẽ đi nhanh vào cái phần bài học. Và vì hôm nay không có cái phần chat với nhau đó, cho nên cũng không có kịp chỉnh sửa lại cái khung hình nữa, cho nên chúng ta cùng học cái bài học sáng nay đi nhanh ha. Trong cái phần Kinh Thánh thì chỉ nói đến từ câu 1 đến câu 4, nhưng mà lại thích học nhiều hơn, dạ. Cho nên lại sẽ học tới câu số 11 luôn, dạ. Chúng ta đi từng câu và chúng ta nhắc nhở với nhau trong cái lời của Chúa. Xin chúng ta cùng đọc và chúng ta cùng học lời của Chúa. Câu thứ nhất: vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ở trong Chúa, chúng ta ở trong Chúa, chúng ta thấy rõ ràng không? Đây, vậy nếu ở trong Đấng Christ. Vì nếu như chúng ta ngày hôm nay mà mình nói chúng ta có tình yêu thương, chúng ta giúp đỡ với nhau, chúng ta làm điều này điều kia, nhưng nếu chúng ta không ở trong Chúa, nếu chúng ta không ở trong Chúa thì tất cả những điều đó thì thiên hạ ở ngoài họ vẫn làm. Người ta vẫn đi làm từ thiện, người ta vẫn giúp đỡ, và thậm chí người ta giúp đỡ còn nhiều hơn mình nữa. Nếu mà tính ra cái số tiền của việc xây cầu, làm những công trình từ thiện, những sự giúp đỡ thì ở ngoài làm rất là nhiều. Nếu như quý bạn chị em có cái lúc nào mà mình đi ngang một cái bệnh viện thì mình sẽ thấy ngày hôm nay cái việc mà phát cơm từ thiện ở bệnh viện đã rất là nhiều. Người ta từ sáng cho ăn sáng cho đến ăn trưa cho đến ăn chiều thì đều có những cái đơn vị đến để phát cơm. Chúng ta không có giống như họ. Đương nhiên rồi, chúng ta không có nói rằng những cái điều đó họ làm là đúng hay sai, họ làm là rất là tốt vì tình yêu thương. Nhưng mà chúng ta đang xét ở đây đó là chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta có được cái tình yêu thương một cách đặc biệt hơn, một cái tình yêu thương ở trong Chúa. Rồi trong Chúa chúng ta có cái sự yên ủi. Bên ngoài cũng có những sự yên ủi, nhưng mà nếu như chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ thấy một điều đó là ở trong Chúa chúng ta có một sự yên ủi một cách đặc biệt, bởi vì Chúa Thánh Linh là Đấng yên ủi. Nếu như ai đã ở trong những cái hoàn cảnh vô cùng là gọi là bi đát, vô cùng là khó khăn, thì chắc chắn sẽ biết rằng, đã cảm nhận được rằng Chúa đã dìu dắt bước qua những cái sự khó khăn đó một cách đặc biệt bởi sự yên ủi của Chúa. Và nếu như chúng ta được Chúa yên ủi, chúng ta thể nào, chúng ta có lòng yêu thương ở trong Chúa thể nào, Chúa đã yêu chúng ta như thế nào, Chúa đã cứu giúp chúng ta thể nào, chúng ta cũng hãy dùng cái tình yêu thương đó, cái sự yên ủi đó để giúp đỡ cho anh em của chúng ta. Và ở trong Chúa chúng ta có sự thông công nơi Thánh Linh. Đây là cái điều mà những ngày qua lại cảm nhận được rất là nhiều, bởi vì trong cái thì giờ học Kinh Thánh chung với nhau như sáng hôm nay, tự nhiên dù cũng là học lời của Chúa cũng như mọi khi, nhưng mà
cảm thấy rất là thiếu vắng, bởi vì không được nói chuyện với các cô, các chị, các anh, các chú thì sẽ rất là buồn. Cho nên ở trong Chúa chúng ta có một cái sự thông công nơi Chúa Thánh Linh rất là đặc biệt. Mặc dù lại chưa có thấy mặt được các cô, các chú, các anh, các chị, như là anh Ngọc, như là tất cả các cô lại không có kể tên, nhưng mà mình dù lại không có được gặp mặt, nhưng mà ở trong Chúa thì tự nhiên thấy rất là gần gũi, rất là yêu mến. Và cảm ơn Chúa, như cô Nga có nói đó, là trong Chúa thì con cái của Chúa ai cũng xinh đẹp. Cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta có được cái sự thông công ở nơi Chúa, chúng ta có được cái cảm tình, có một cái tình yêu thương một cách đặc biệt ở nơi Chúa Thánh Linh. Và nếu như chúng ta có những cái điều đó, nếu như chúng ta có lòng yêu mến, có lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, đây là cái điều mà chúng ta cần phải đạt đến ở trong mọi cái nhóm, dù là một cái nhóm nhỏ học Kinh Thánh, một cái điểm nhóm nhỏ. Hôm qua có tự nhiên bây giờ lại không nhớ tên, nhưng mà có một chị ở Trà Vinh cũng đã gọi điện cho Lợi đó. Chị nói rằng nhà của chị thì đang tổ chức làm một cái điểm nhóm. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cho nên khi nếu như chúng ta ở trong một cái điểm nhóm nhỏ, chúng ta ở trong một cái công tác nhỏ, thì chúng ta cũng phải có tất cả những điều mà chúng ta cần phải có. Đó là gì? Chúng ta có được ở trong Đấng Christ, chúng ta có được sự yên ủi của Chúa Thánh Linh, yên ủi lẫn nhau, chúng ta có tình yêu thương của chính Chúa với chúng ta, giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau. Chúng ta có sự giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có sự thông công nơi Thánh Linh, chúng ta có lòng yêu mến và lòng thương xót. Đó là những điều mà chúng ta cần phải có, dù ở trong một cái nhóm rất nhỏ, dù ở trong một gia đình rất nhỏ, chúng ta cần phải có những cái điều đó. Về khi có những cái điều đó rồi, thì bước chúng ta cần có nữa, đó là chúng ta phải hiệp ý với nhau. Hiệp ý với nhau nói rất là dễ, nói rất là dễ, nhưng mà trên thực tế thì rất là khó trong cái sự hiệp một. Tuy nhiên, người ta thường nói mà 9 người 10 ý. Tuy nhiên, ở trong Chúa, nếu như mỗi chúng ta chịu từ bỏ mình đi một chút xíu, hạ mình một chút xíu, vì người khác một chút xíu, và dâng cái lòng của mình cho Chúa, thì chúng ta sẽ có được sự hiệp một. Chắc chắn sẽ có được sự hiệp một. Nếu như chúng ta phó thác mọi điều cho Chúa, chúng ta biết nhường nhịn, chúng ta biết dâng cái bản ngã của mình, cái cá tính của mình cho Chúa, thì chúng ta sẽ có được sự hiệp một. Khó đối với con người, nhưng không khó đối với Chúa. Cho nên xin chúng ta cầu nguyện và chúng ta dâng cho Chúa, để rồi Chúa giúp và biến đổi chúng ta, để chúng ta có được những điều đó. Đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Bởi vì ông nói rằng nếu mà mọi người đồng yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng thì sẽ làm cho ông vui mừng trọn vẹn. Và cảm ơn Chúa, nếu như chúng ta đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, hiệp ý với nhau, thì Chúa của chúng ta cũng sẽ vui mừng, sẽ đẹp lòng. Và nếu như chúng ta là những người đã đi trong tình yêu của Chúa, chúng ta cảm nhận được Chúa yêu chúng ta như thế nào, thì chúng ta cũng muốn Chúa chúng ta vui chứ, đúng không? Chúng ta muốn Chúa chúng ta vui, giống như những đứa con trong nhà, nếu như nó yêu cha, yêu mẹ, nó yêu nhau, nó sẽ biết rằng cần phải sống hòa thuận với nhau để cha, để mẹ vui lòng. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải sống hiệp một với nhau, chúng ta phải đồng tình yêu thương, có nghĩa là chúng ta cùng yêu thương nhau, chúng ta cùng yêu thương, cùng chăm lo một cái công việc của Chúa, chúng ta cùng yêu mến Chúa, chúng ta cùng làm, chúng ta cùng cái tư tưởng, cùng tâm và cùng làm những cái điều đó, thì rất là tuyệt vời. Thật sự rất là tuyệt vời. Không có nhiều thời gian, cho nên hôm nay là sẽ không kể nhiều chuyện, là có nhiều cái chuyện để kể lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa lại tin rằng trong mỗi chúng ta đều đã trải qua cái sự vui mừng khi chúng ta hiệp một như vậy. Và chúng ta nghĩ lại thì chúng ta sẽ rất là hạnh phúc khi chúng ta làm cái công việc của Chúa mà trong sự hiệp một, ở trong cái tình yêu thương trọn vẹn bao phủ chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rất là vui. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Cái này cũng rất là dễ hiểu.
Sáng nay lời của Chúa ở cái phân đoạn này rất dễ hiểu, không có cần phải giải thích, không có cần phải nói gì thêm, nhưng mà chúng ta nhắc với nhau. Vì lời của Chúa dễ hiểu, lời của Chúa dễ, khi đọc ra chúng ta thấy rằng cái này dễ làm chứ không khó, nhưng trên thực tế chúng ta đã làm chưa? Thì Chúa nhắc đi nhắc lại để chúng ta thấy rằng mỗi ngày chúng ta phải nhờ cậy nơi Chúa để chúng ta thực hiện, chúng ta làm. Và đôi khi chúng ta quên, không phải chúng ta quên những cái lý thuyết này, chúng ta nhớ nhưng mà nhớ là lý thuyết mà chúng ta quên làm. Cho nên xin Chúa nhắc chúng ta, nhất là trong những cái lần mà bầu cử đó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự tranh cạnh. Hoặc là khi mà chúng ta làm mà chúng ta được khen đó, thì cái người không được khen sẽ dễ lắm buồn bã, và đôi khi có sự tranh cãi không lành mạnh, không tốt ở trong công việc của nhà Chúa. Hoặc vì hư vinh cũng khỏi giải thích luôn. Đó là những cái điều mà chúng ta không có nên tìm đến, những cái điều mà chúng ta vì cá nhân của mình, vì để được khen ngợi, vì những cái điều mà không ích lợi cho người khác mà chỉ cho tư lợi cho mình, thì chúng ta thấy điều đó không tốt. Những cái sự khen ngợi ở đời này, những cái sự tân bốc ở đời này, nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào cái bẫy kiêu ngạo thôi. Và chúng ta được phần ở đất này thì chúng ta sẽ không được gì ở trong thiên đàng với Chúa. Hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Coi người khác như tôn trọng hơn mình. Cái này cũng rất là dễ hiểu và rất là hay. Nhưng mà Chúa cũng muốn nhắc chúng ta. Có một lần lại nhớ là cũng đã học cái câu tương tự như thế này. Có nghĩa là đôi khi chúng ta, Chúa cho chúng ta có trình độ, đôi khi Chúa cho chúng ta giỏi thật. Thì chúng ta làm với một người khác, thì xin Chúa cho chúng ta cũng biết tôn trọng những người khác như là hơn mình, như tôn trọng hơn mình. Như tôn trọng mình, ở đây là như tôn trọng mình, nhưng mà cái chỗ là coi người khác như tôn trọng hơn mình. Cảm ơn Chúa. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Chớ chăm về lợi của riêng mình. Thật sự mà nói thì ai cũng chăm về lợi của riêng mình. Nhưng mà ở đây là chớ có chăm bẩm, chớ có cái gì cũng chính mình hết mà không nhớ đến người khác. Còn đương nhiên là mình cũng phải chăm sóc cho mình, cũng phải lo những người thân mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta ích kỷ quá, chúng ta chỉ lo cho mình mà không có hề quan tâm gì đến người khác thì điều đó cũng không đúng. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Có nghĩa là chúng ta lấy cái Chúa làm gương, Đấng Christ làm gương. Ngài có một cái tấm lòng yêu thương. Kinh Thánh ghi rằng Ngài động lòng thương xót, Ngài yêu mến tất cả con cái của Chúa. Ngài đã chăm lo cho đời sống, từ cái ăn giấc ngủ cho các môn đồ của Ngài. Thì chúng ta ngày hôm nay học ở nơi Chúa, không có đủ thời giờ để mà nói hết đâu, nhưng mà sáng nay thì cảm ơn Chúa, cái phần đoạn Kinh Thánh này rất rất là dễ hiểu, cho nên Chúa nhắc chúng ta để chúng ta nhớ mà chúng ta làm thôi. Hôm nay chúng ta thấy rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải có một cái tâm tình như Đấng Christ đã có. Và đây là cái tâm tình mà Ngài có đây nè. Có nghĩa là Ngài vì yêu chúng ta, Ngài không có coi mình là Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài không có nắm giữ cái sự đó, mà chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Cảm ơn Chúa, cũng rất là dễ hiểu. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa đã vì yêu chúng ta mà hy sinh, mà đổ huyết ra để chuộc tội chúng ta, chết vì cớ chúng ta. Mà cảm ơn Chúa, Ngài đã sống lại. Ngài sống lại để đắc thắng sự chết và khẳng định cho chúng ta một điều, đó là chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta cũng sẽ được đồng sống lại với Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang bước vào những ngày mà kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh. Cảm ơn Chúa.
Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Chúa Cha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta có tâm tình như Chúa thì chúng ta cũng vì cớ đời sống của chúng ta mà người ta tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta sống những ngày ở trên đất này, chúng ta sống một cái đời sống mà người ta nhìn thấy Chúa qua chúng ta, người ta ngợi khen Chúa qua chúng ta, bởi vì chúng ta có một cái tâm tình như Đấng Christ. Chúng ta hạ mình, chúng ta khiêm nhường, chúng ta yêu thương. Và cả một cái đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc là những điều vô cùng tốt đẹp mà Chúa muốn chúng ta. Cho nên mong rằng lời của Chúa hôm nay nhắc nhở chính mình lại, cũng nhắc nhở cho tất cả quý ông bà chị em, và lại rất là vui, rất là thích vì hôm qua anh Ngọc đã có một cái bài học, anh viết xuống một cái bài học ở bên dưới trong cái phần comment đó, trong cái phần nhận xét đó, là cái bài học rất là hay. Cho nên mỗi một ngày lại ao ước, tuy rằng biết rằng cuộc sống hiện nay bận rộn, thật ra lại mới được biết thì tất cả ai cũng rất là bận rộn với công việc của mình, nhưng mà cảm ơn Chúa cho tất cả chúng ta có thì giờ để chúng ta có thể học với nhau. Và lại mong rằng mỗi người chúng ta trong một ngày, giống như chị Thiên Nga, giống như anh Ngọc, giống như cô Nga, sẽ nghe lại những cái sự dạy dỗ trong bài học này, và mong rằng mỗi người chúng ta viết xuống một cái lời cầu nguyện đáp ứng một cái bài học mà học thêm được, và chúng ta cùng học với nhau. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay lại sẽ dành một chút xíu thì giờ để mở ra cái phần kêu gọi dân hiến mà hôm qua lại đã nhận được của mục sư Lê Minh Trí, quản nhiệm ở Hội Thánh An Phú Thuận. Hôm qua mình có mục sư Trương thì đã gửi cho chúng ta ở An Phú Đông, Tam Thế Tâm Thôn, xin lỗi, dạ Thế Tâm Thôn, thì lại có đăng ở trên cái trang web bài giảng tin lành .com trong cái mục vụ cần dân hiến đó, thì có cái phần mới của mục sư Trí, nhưng mà lại xin đọc nhanh ở đây. Trước hết xin thay cho toàn thể con cái Chúa tại Thánh An Phú Thuận kính lời chào thăm đến quý vị. Cảm tạ ơn Chúa từ khi điểm nhóm được thành lập đến khi được công nhận hội nhánh, và nay đang trong tiến trình xin công nhận chi hội. Trải qua gần 10 năm, con cái Chúa đã có sự nhóm lại gắn kết đồng công trong công việc Chúa. Hiện nay sinh hoạt hàng tuần đều đặn từ 120 đến 140 tín hữu. Năm 2018, với kết quả 176 người bằng lòng tiếp nhận Chúa qua chứng đạo cá nhân và các chương trình truyền giảng, năm 2019, Hội Thánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tinh thần truyền giảng trong khu vực, mở rộng ra các vùng phụ cận. Cụ thể, mùa thương khó phục sinh 2019, Hội Thánh sẽ có các chương trình truyền giảng lễ thương khó thứ 6, ngày 19 tháng 4, Thánh nhạc phục sinh thứ 7, 20 tháng 4 với sự dự phận của anh Lưu Chí Vĩ. Dự kiến có khoảng 400 thân hữu tại địa phương và các khu vực mời về. Cảm ơn Chúa. Lễ kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh vào Chủ nhật 21 tháng 4, dự chi các chương trình vào khoảng 20 triệu. Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua, con cái Chúa trong Hội Thánh đã lạc quyên số tiền 8.250.000 đồng. Về cơ sở vật chất, Hội Thánh ước ao sẽ xây dựng được bờ kè phía trước, tạo cảnh quan và tận dụng hết diện tích nhà thờ vốn eo hẹp. Công trình chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, xây bờ kè bê tông kiên cố, dự chi là 70.400.000 đồng. Giai đoạn 2, san lấp mặt bằng, dự chi là 28.600.000 đồng. Như vậy, tổng dự chi công trình này là khoảng 100 triệu đồng. Con cái Chúa đã kêu gọi và được dự phần với nhau, dân được 14.200.000 đồng. Vào dịp hè sẽ tổ chức truyền giảng, chi phí cũng khoảng 20 triệu đồng. Đây là những cái khoản dự chi. Cho nên ban sự Hội Thánh cùng với ông mục sư đã kêu gọi và cũng đã trình bày
với tất cả chúng ta. Xin chúng ta nhớ đến và chúng ta cùng cầu nguyện cũng như góp phần dâng hiến. Lại sẽ xin cái số tài khoản của mục sư Trí, cũng như sẽ xin về email hay là số điện thoại thì lại có, cho nên là sẽ đăng lên. Hôm qua lại không có kịp, lại làm không có kịp, cho nên xin cầu nguyện cho lại, đó là lại đăng lên nhưng mà chưa có chỉnh sửa gì được hết. Cho nên quý bạn chị em có thể vào cái trang web bài giảng tin lành .com và bấm vào cái mục vụ cần dâng hiến. Cũng như hiện nay nó đang lỗi ở trên điện thoại, một số điện thoại không có bấm vào menu được thì là cũng chưa chỉnh được. Đây là điều xin tất cả chúng ta quý vị nhớ tới mà cầu nguyện cho lại để có thể làm tốt việc mà Chúa giao cho. Cảm ơn Chúa. Với cái bài học hôm nay mà chúng ta học được ở trong cái đây thì là cái Chúa nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải có cái sự giúp đỡ, nâng đỡ lẫn nhau, và khó lắm để chúng ta có thể thay đổi, khó lắm để chúng ta có thể thay đổi, nhưng dễ lắm Chúa có thể thay đổi cho chúng ta. Đó là điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta, để rồi chúng ta có được cả một cái phần đoạn kinh thánh với những điều tốt đẹp mà Chúa muốn chúng ta làm. Và xin mọi người chúng ta nhớ để chúng ta cùng làm. Bây giờ thì để kịp giờ nhóm lại với hội thánh địa phương thì lại xin kết thúc bài học ở đây và chúng ta hiệp chung với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa cha thương tình yêu của chúng con, Chúa ơi, con xin lỗi Chúa vì sáng nay con cũng vì quá gấp để có thể nhóm lại kịp giờ với hội thánh Chúa, cho nên con đã học khá là nhanh. Mặc dù con cũng đã cố gắng dậy sớm, nhưng Chúa ơi, xin Chúa ngài dùng lời của ngài để nhắc nhở cho các chú, các cô, các anh, các chị và các em cũng như chính mình con. Chúa ơi, xin Chúa thấy tấm lòng của chúng con yêu mến ngài. Chúng con muốn học lời của Chúa để chúng con biết được ý muốn của Chúa trên cuộc đời của chúng con là thế nào. Chúa ơi, xin ngài hiện diện trên mọi tấm lòng của chúng con, ngài giúp chúng con. Chúa ơi, chúng con mới vừa đọc cái phần kinh thánh đó, có những điều chúng con biết Chúa muốn chúng con làm, có những điều Chúa muốn chúng con làm cho anh em chúng con, nhưng mà Chúa ơi, đôi khi chúng con không làm được vì có rất khó thay đổi từ bản tính con người cũ của chúng con cho đến tư duy của chúng con, Chúa ơi, nhưng sẽ rất là dễ nếu như Chúa giúp chúng con. Cho nên chúng con xin giao đời sống của chúng con cho ngài và xin Chúa giúp chúng con biến đổi tấm lòng của chúng con để trở nên những tấm lòng bằng thịt, những tấm lòng đẹp ý Chúa, những tấm lòng biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau và hiệp một với nhau, sự một rất cần thiết. Xin Chúa giúp chúng con để ngày hôm nay chúng con có quá nhiều chi phái, quá nhiều hệ phái, chúng con có quá nhiều nhóm, nhưng mà Chúa ơi, xin cho chúng con biết hiệp một với nhau, biết quan tâm đến nhau, yêu thương đến nhau và yêu mến Chúa. Xin Chúa cho chúng con dù ở đâu chúng con cũng được liên kết với nhau trong sự dây trọn lành của tình yêu thương. Con cảm ơn Chúa, con tạ ơn ngài và xin dâng chính mình con, dâng ông bà anh chị em con trong bàn tay thương của Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Cảm ơn Chúa. Tuy đã hết giờ nhưng mà lại kể cho anh chị em một cái điều làm lời khích lệ ấm lòng, đó là có một anh em trong vòng chúng ta có nói với lời thế này, đó là anh thấy lời rất là bận trên cái việc mà làm web, là có thể nhờ một bạn nào khác, và nếu như cần phải hỗ trợ tài chính để bạn đó làm thì anh sẽ giúp. Và cảm ơn Chúa, nghe tới những cái lời đó thôi thì lòng của lại ấm lại. Cảm ơn Chúa vì lại biết Chúa yêu lại, lại biết những anh em, những quý cô, quý chú, các chị, các bạn ở đây cũng yêu mến lại và lại rất là cảm động. Và lại cầu nguyện xin Chúa thấy tấm lòng của anh, Chúa sẽ ban phước bội phần cho anh. Cảm ơn Chúa, lại cũng đang cầu nguyện để Chúa giúp trong vấn đề đó. Lại đang có một cái ao ước là làm sao không phải chúi đầu vô làm cái công việc ở đời này để gọi là kiếm cơm áo gạo tiền nữa, nhưng mà lại ao ước làm sao Chúa sử dụng cuộc đời của lại trong một cái sự gọi là đủ ăn hàng ngày, có thể lo cho gia đình một chút xíu rồi được hầu việc Chúa. Đó là cái ao ước trong tương lai của lại, và xin mọi người nhớ để cầu nguyện để Chúa mở ra một cái cánh cửa phước hạnh để lại bước vào trong cái sự phục vụ Chúa một cách trọn vẹn. Cảm ơn Chúa. Thôi bây giờ lại sẽ
dừng cái quay cái bài học hôm nay là sớm lên và xin Chúa giúp để kịp giờ đi nhóm lại thờ phượng Chúa. Kính chúc cho quý ông bạn chị em một ngày mới, một ngày thánh nhật được phước hạnh trong cái sự thờ phượng Chúa, trong sự hiện diện của Chúa, trong bàn tay yêu thương của Chúa. Dạ, xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.